Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại thuốc sổ dung sáng phổ rộng của công ty thuốc thú y Nam Dũng. Nó có tên là Helmin CS. Bột uống dạng nang, nó là dạng viên. Bột uống đồng nang là nó là cái dạng bột uống đóng nang. Đóng nang có nghĩa là đóng thành viên. Đặc trị dung sáng phổ rộng, chúng ta coi cái thành phần của nó gồm hai thành phần rất là phổ biến để điều trị dung sáng, nó chính là nicosamine và levamisole. Công dụng là thuốc trị dung sáng phổ rộng dùng cho gia súc, gia cầm, đặc biệt dung sáng dây ở gà, chó, mèo, dúi, chồn, tác dụng trên cả giai đoạn trưởng thành và chưa trưởng thành của các loại dung tròn và sáng dây ở đường tiêu hóa và khí quản. Thuốc rất an toàn cho gia súc, gia cầm, trăn, rắn, đặc biệt là chó, mèo, gà đá hay là còn gọi là gà chọi. Cách dùng và liều lượng: cho uống trực tiếp hoặc trộn thức ăn gà chọi, gia cầm thì một nang trên 1-1,5 kg thể trọng trên lần, chó, mèo, dúi, chồn 1 nang trên 2 kg thể trọng trên lần, gia súc khác như chăn, rắn 1 nang trên 6-8 kg thể trọng trên lần. Dùng lặp lại 3-5 tháng, dùng lại một lần để trị tái nhiễm dung sáng. Ok, nói chung là cái này là thuốc sổ dung sáng 3-5 tháng uống một lần, dễ sử dụng cho gà, chó, mèo, rắn cũng như các loài vật nuôi khác. Cái hộp này nó có 15 nang hay là 15 viên cái dạng này. Thuốc của công ty thuốc thú y Nam Dũng, dạng viên như vậy thì nó sẽ tiện lợi để sử dụng hơn là dạng bột hoặc là dạng nước. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên bấm nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất bên mình. Chào các bạn.